tìm ra nơi phát tán khí độc làm cây héo uống, người ngất xỉu. Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. 339 hectare hoa màu của gần 300 hộ dân ở Lào Cai bị ảnh hưởng của khí độc lạ, khiến lá cây khô héo sơ xác. Tỉnh đã tìm ra nơi phát tán nguồn khí này. Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Trương Quốc Nghĩa cho biết, đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì đã có kết luận nguyên nhân sự việc sau khi nhận được phản ánh của người dân. Theo kết quả kiểm tra, rà soát, phân tích, đánh giá của đoàn kiểm tra liên ngành, nguồn xả của khí độc lạ khiến hoa màu héo lá, người ngất xỉu là công ty cổ phần DAP Vinachem số 2. Vào sáng 24 tháng 5, xưởng SA có dao động về chỉ số công nghệ. Công nhân trực ca đã phát hiện việc chậm dẫn đến hệ thống chuyển hóa và hấp thu khí chưa triệt để, làm tăng lưu lượng khí thải xưởng SA ra môi trường. Sau khi phát hiện sự cố, công nhân trực ca đã điều chỉnh, đưa dây chuyền sản xuất về trạng thái vận hành bình thường. Tính đến ngày 30 tháng 5, Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Thắng thống kê sơ bộ có 339 hectare cây trồng của 289 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng. Để khắc phục sự cố, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Thắng khẩn trương hoàn thành công tác rà soát, thống kê các thiệt hại của các hộ dân bị ảnh hưởng, đảm bảo quyền lợi của các hộ dân bị ảnh hưởng. Công ty cổ phần DAP số 2 Vinachem chủ động rà soát, xác định cụ thể mức độ thiệt hại để đền bù cho người dân, khắc phục sự cố, không để tái diễn sự cố tương tự. Trước đó, sáng 24 tháng 5, thôn Phú Hà 1, xã Phú Nhuận và một số thôn tiếp giáp khu công nghiệp Tằng Lòng, huyện Bảo Thắng xuất hiện hiện tượng một số cây trồng bị cháy táp lá. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Thắng khẩn trương tổ chức đánh giá thiệt hại, kiểm tra, rà soát, xác định nguyên nhân gây ra hiện tượng này. Từ ngày 25 đến 29 tháng 5, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế, Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Thắng lập đoàn kiểm tra liên ngành, tổ chức kiểm tra và rà soát theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Công ty cổ phần DAP số 2 Vinachem đặt tại khu công nghiệp Tằng Lòng là công ty sản xuất phân bón hóa chất. Đơn vị này trước đó nhiều lần bị các cơ quan chức năng của Lào Cai xử phạt vì gây ô nhiễm môi trường.